Ok, và xin kính chào anh em đã trở lại với video ngày hôm nay. Video ngày hôm nay thì Khải sẽ tiếp tục làm một video trận tranh chung kết của cùng mấy chủ Đại Sơn Hà, giải đấu Võ Lâm Minh Chủ, và trận được diễn biến giữa cao thủ Lão Lương Cá Bóng Bỏng xéo tranh với Phong Bụi. Và trong trận tranh chung kết này chúng ta sẽ thi đấu hình thức đó là bo năm thắng ba sẽ win nha anh em ơi. Và hiện tại hai cầu thủ đã vào trong, chúng ta cùng xem sơ sơ đồ hai cầu thủ này để chuẩn bị bắt đầu trận tranh chung kết này cho anh em xem nha. Xem lại thì Phong Bụi đang sở hữu mình một set vinh diệu áo mắt ộp và một đôi giày mắt ộp, sở hữu mình một nón lôi khung tốc độ đánh 38 và 3 cấp, và một dây chuyền lôi khung, một cái đao 3 cấp tốc 35 và một cái nhẫn lôi khung đang có 1 cấp, một ngọc bội lôi khung lôi động của thiên 3 cấp 9x và một đai lưng xương tinh và một cái nhẫn chón kháng hỏa, một cái tay chón kháng hỏa, một con ngựa kháng cấp 7 sinh lực 500. Và bên sơ đồ của Lão Lương đang là một cái băng bỏng nha mọi người, một set đỉnh khái. Trận đấu chúng ta sẽ bắt đầu sau khoảng vài giây. Set đỉnh khái như nào, trận đấu như thế này anh em cùng chờ đợi xem. Hiện tại có vẻ trong trận đấu này Phong Bụi đánh đi hướng xét như nào mọi người, vẫn là hướng xét ở trong đấu đấu vừa rồi, vẫn là hướng xét như nào. Một set đỉnh khái như nào mọi người. Pha như rồi thì Phong Bụi đã bung dòng hết rồi. Sau khi kết bùa thành công lên thì những đòn xét của Phong Bụi cũng có vẻ như rất là thốn, nhưng mà Lão Lương đã di chuyển khá tốt. Đây sẽ đồ Lão Lương này mời, với lượng chón và lượng kháng hỏa khá cao. Lượng chón lên đến hơn 120. 40 này, 40 này, 40 này, 120 và kèm với giá chiền này là 150, 150 chón này mà, quá chất này mời. 150 chón. Thực sự là hiệu ứng chón khá cao. Và sau khoảng 1 phút trôi qua thì anh em có thể thấy rằng là trong pha vừa rồi thì Phong Bụi đã bung skin 12x, có vẻ như sắp đột tử trong pha giao tranh rồi. Hiện tại Phong Bụi đang cố gắng khép này ngay vị trí 3 giờ em ơi. Trận đấu này sẽ là một trận đấu khó dành cho Phong Bụi em ơi. Anh ta đang khép nép tại vị trí góc 3 giờ. Tầm này không di chuyển là chết anh em, những hiệu ứng chóng mà không di chuyển là chết. Ôi, Phong Bụi mất tiêu rồi. Có vẻ như Phong Bụi đã bị out game anh em ơi. Ton. Có vẻ như Phong Bụi đã bị out game. Rồi, xong trận đấu này sẽ kết thúc sớm dành cho Lão Lương sẽ 1-0. Tiếp game rồi anh em ạ. Trận đấu quá nhỏ dành cho là Phong Bụi chúng ta. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến trận đấu thứ hai. Anh em cùng nhìn sơ qua pha vừa rồi thì tuy rằng bị out game, nhưng mà Lão Lương chỉ bị dính 18k đam và bên Phong Bụi dính đến 60.000 đam, thì cái lượng đam gấp 3 lần lận năm. Thì trong trận đấu rồi, nếu như Phong Bụi có cố gắng như thế nào thì Khải nghĩ cũng rất khó để kết thúc được cái ba. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến trận đấu thứ hai. Trong trận đấu đầu tiên thì Lão Lương Cá Bóng Bỏng là win 1-0 với một tình thế là Phong Bụi đã bị out game. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến diễn biến đấu thứ hai. Và phải rồi chúng ta cùng xem lại set đồ của Lão Cá Bóng Bỏng cho anh em xem. Sở hữu cho mình một set đỉnh khái 50, 2 cấp và 47. Một áo đỉnh khái 50, 3 cấp, 3 cấp, mắt đỏ phòng toàn. Cái áo này áo đấu dài nha nè. Một đai lưng 3 cấp, 3 cấp, 29 và 50. Đai lưng này quá tuyệt vời nè em ơi. Không khác gì một đai lưng giải đấu luôn. Chỉ thiếu một điểm khăn băng nữa là có vẻ nói là quá đẹp rồi. Một cái bóng 40, 3 cấp. Một cái bóng khá là đẹp luôn em ơi. Đặt móc tóc và 3 cấp trong phái. Một nhận định khái kỹ năng có 1 cấp. Một cái nón chón kháng hỏa hay là 40. Một đôi giày phòng thủ lý hay là 40. Một dây chuyền 20 kháng cả và chón 30 sinh lực nội lực chón kháng hỏa 3. Một cái nhẫn kháng hỏa 21 chón 40 sinh lực cao. Một ngọc bội kháng hỏa 25 và chón 40. Sở hữu cho mình một con ngựa kháng cả 7 bông tiêu 500 sinh lực. Và trận đấu chúng ta sẽ bắt đầu sau 1 phút nha anh em ơi. Anh em đang xem thì đừng quên để lại cho Khải một like chia sẻ, cũng như là ủng hộ hai cầu thủ này một like chia sẻ chơi nha anh em ơi. Và trong trận đấu này sẽ là trận đấu thứ hai của trận tranh chung kết. Nếu như trong trận đấu này mà Lão Lương có cơ hội win thì khẳng định với anh em rằng trong trận đấu này Phong Bụi chắc là rất khó mà đỡ giành giật ngồi quán quân với cầu thủ Lão Lương này. Và trang chủ anh em đang theo dõi đây là trang chủ võ công truyền kỳ.net, một trong những máy chủ hoạt động kéo xe 4 ngạc nha mọi người, và đồ hồng kim môn phái và đồ tím. Nếu như anh em nào mà thích thú những cặp máy chủ như thế này thì hãy truy cập ngay vào trang chủ võ công truyền kỳ.net để có thể tải game và có thể vào game tham gia bôn tẩu giang hồ chơi nha anh em. Trận đấu chúng ta sẽ bắt đầu sau phụ 20 giây. Anh em gom cộng vô anh em ơi, gom cộng vô 9 giờ đây. Ở hạ 8 như thế nào đây, bùa lên làm việc hạ 8 rồi anh em, nếu không có người thì anh em gom lại hạ 7 anh em ơi. Trận đấu chúng ta chính thức bắt đầu. Sau khi đã cắt bùa âm tốc đánh nội công, sau đi anh em, sau khi cắt bùa âm tốc độ di chuyển và âm mơ tung ảo ảnh, đó là âm trốn và làm chậm.
thì những đòn sét của Phong Bùi đã nổ xuống, nhưng mà pha vừa rồi không ăn thua đây mà. Những đòn bóng của Lão Lương đã làm cho Phong Bùi đã tiếp tục bung dòng skin 12x, một lá chắn bảo vệ cho Phong Bùi. Thực sự anh em là trong trận đấu này là Phong Bùi một con lôn trong những ạt khá là máu giấy. Những đòn bóng khá là chính xác. Đòn sét đã nhả xuống rồi. Anh em cùng đợi thì những cái đòn lao động của Thiên nếu như mà giật vào cái bàn, thì nếu cái bàn không kịp di chuyển thì cái bàn chắc chắn em một điều sẽ nằm xuống. Pha rồi là tiếp tục bung skin 12 đến từ chiếc Phong Bụi. Những đòn đào, những đòn bóng của Lão Lương, cái bóng bóng thực sự là quá đau anh em ơi. Thực sự với em là một sự là quá đau. Tiếp tục đòn bóng dưới đến từ vị trí của Lão Lương. Phong Bụi trong tình trạng như thế này, nếu Phong Bụi di chuyển như thế này tí nữa hết thể lực thì làm gì ta? Nếu hết thể lực thì chắc chắn em một điều Phong Bụi cũng phải rất khó mà di chuyển như thế này. Trận đánh thực sự là đã cho qua một phút. Úi xôi, một pha vừa rồi Phong Bụi còn chút máu. Một trận đánh thực sự anh em là rất khó dành cho con luôn. Nếu như đánh hướng đao thì may ra cùng trụ cùng tăng được anh em à. Còn đánh hướng xét thực sự như thế này, những đòn xét nó thả xuống khá là chậm chạp. Tuy rằng đang sử dụng cho mình một cái nón tóc 38 kèm với một cái vũ khí chống phái 3 cấp, nhưng mà thực sự anh em rất khó anh em ơi. Cái nón này kèm vào trong cái vũ khí này khẳng nghĩa chất đặc tốc 101 hay 126. 126 lên được 126 nè. À các bạn lên được 126 rồi. Con lô này cũng lên được 126 rồi phải. Kèm với cái nhận khi đang cung cấp 1 cấp nữa. 65 cộng với 65 cộng với 38 thì lên được cho mình là 100 mấy kèm với 3 cấp chống phá thì lên được 126. Đạt được 126. Những đồng bóng khá đâu. Hiện tại cái bàn đang một cái khá khéo nè mọi. Tiếp tục một pha kịp dắt 3 giờ rồi. Có vẻ như Phong Bụi hết máu rồi. Ton rồi. Xin chúc mừng cao thủ Lão Lương cái bóng bóng đã kết mình 2-0. Một trận đánh thực sự là quá easy dành cho cái bóng bóng này mà. Thực sự anh em là con lông xét rất khó nè mọi. Sự hữu như mình những trang bị khá là cao, nhưng mà đỡ so với lại hiệu ứng trên người của cái bóng bóng thì thực sự là cái bóng đang có cho mình 150 chón. 150 chón thì thực sự là những đòn xét này không còn hiệu quả cho lắm nè mọi. Xin chúc mừng 2-0 dành cho Lão Lương. Quá khó nè mọi. Bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi trận đấu thứ 3. Ok anh em, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến đấu thứ 3 giữa hai cầu thủ Lão Lương cái bóng bóng và kèm với côn lôn sát Phong Bụi. Anh em cùng chờ đợi xem trận đấu thì sẽ như thế nào anh em ơi. Hai round đấu vừa rồi thì Phong Bụi thực sự là một cái kèo dưới, thực sự là quá dưới anh em ơi. Và trận đấu chúng ta hình thức bắt đầu. Và anh em cũng đã thấy thì sau khi trận đấu bắt đầu thì Phong Bụi đang khép tại vị trí số giờ. Có vẻ như là một cái lá chắn không cho cái bóng bóng vào tiếp cận anh em ơi. Đây là một trận đấu rất khó nhận Phong Bụi. Phong Bụi đang trọn vẹn cho mình một hướng, đó là hướng phòng thủ này mà. Và rồi cái băng bóng vừa vào thì có vẻ như xém tí nào nóc ao. Hiện tại cái băng bóng đang cố gắng những lục đạm đầu tiên cho mình. Và rồi cái băng có thể xém tí nữa kết thúc được Phong Bụi. Nếu như cố gắng nhồi máu nhồi đam thì một phát nữa thôi thì đã kết thúc Phong Bụi rồi. Phong Bụi đã cắt được hai bùa lên đầu của cái băng, đó là bùa mơ tông ảnh và cái bùa kế băng phù. Một cái bùa âm tốc đánh rồi âm tốc độ di chuyển và bùa âm làm chậm và chót. Hai, chúng ta xin chúc mừng cầu thủ Lão Lương. Trong trận đó ngày hôm nay anh ta làm một cú hat-trick khá là hay. 3-0 dành cho cầu thủ Lão Lương em ơi. Và chúng ta xin chúc mừng cầu thủ Lão Lương đã chính thức lên ngôi quán quân của giải đấu Vận Long Minh Chủ của cụm chủ Đại Sơn Hà này. Và rất đáng tiếc dành cho cầu thủ Phong Bụi. Cầu thủ Phong Bụi chỉ có cho mình hạng Á quân mà thôi. Và giải đấu Vận Long Minh Chủ của cụm chủ này đã chính thức khép lại trong buổi tối ngày hôm nay. Và xin cảm ơn em đã theo dõi video ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta cùng trở lại với server khả năng tham gia. Và chúng ta xin chúc mừng cầu thủ Lão Lương một lần nữa và đã win 3-0 hoàn toàn anh em ơi. Xin chúc mừng. Một trận đấu quá nhanh dành cho cầu thủ Lão Lương. Thực sự là một trận đấu quá nhanh anh em ơi. Rất đáng tiếc cho Phong Bụi, nói chung thì hướng xét thì khó anh em ơi. Hướng đao thì cũng may ra cũng di chuyển chém thì thực sự đỡ mà nói cùng luôn. Mà gặp cái bàn trâu chó như thế này thực sự anh em là một trong những hợp phái rất khó mà giao tranh để có thể kết thúc được cái bàn. Nên là thực sự là thua. Phong Bụi chắc chắn sẽ thua, rất khó.